Đây là đàn heo sử dụng toàn bộ 1922 của Cargill, không có hiện tượng tiêu chảy, không có hiện tượng hô hấp. Ok rồi em ơi. Đây là đàn heo sử dụng toàn bộ 1922 của Cargill, không có hiện tượng tiêu chảy, không có hiện tượng hô hấp. Từ từ đã, vứt cho anh cái đèn đây nhập. Ôi đổ thêm đi, không rồi mai tối em đỡ phải sang. Nice.